Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì khá là tình cờ khi mà mình đã phát hiện ra gần cái nơi ở của mình có một cái ngôi làng nó bị bỏ hoang. Và trong cái ngôi làng đó thì sẽ có rất là nhiều những cái bác dân làng bị biến thành zombie rồi. Thế nên hôm nay thì mình muốn giải cứu những cái bác dân làng tội nghiệp đó bằng cách là chữa bệnh zombie. Nhưng mà cách đầu tiên là mình cần phải chế tạo thuốc cái đó. Mình xem coi cái thuốc yếu đuối. Mình sẽ cần có mắt nhện lên men. Không biết là mình có đủ số mắt nhện hay không nè. Nếu mà thiếu thì mình bắt buộc phải bay tới cái khu mỏ gần đây và tìm cái chỗ mấy con nhện độc để săn nhện rồi. Hy vọng là lần này mình có đủ số mắt nhện nha. Lên coi thử coi. Tại vì cái kho này mình ít khi mà mình kiểm tra cái mắt nhện lắm. Mắt nhện nó nằm ở chỗ nào ta? Đây. Rồi luôn, xu luôn. Có đúng một cái mắt nhện à. Gì nữa đây? Ồ, con xu. Ouch. Con xu này hơi bị giang hồ nha. Ôi, sao nó bắn mình văng xa vậy? Ôi, mấy con này hơi bị giang hồ luôn. Oh my god. Ủa, mình nhớ hôm bữa gần đây nó có một cái... cái khu mỏ mà ta. Sao bữa nay mình tìm lại không thấy nhờ. Vô lý thiệt chứ. Ở đây có cái hang thạch nhũ nè. Bay trong đây hơi bị thích nha. Kiểu chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy đó. Ouch. Mà cái hang này không bự lắm nhờ. Phải mấy cái hang thạch nhũ bự ấy. Rồi sau đó mình dùng cánh cứng mình bay lượn trong đây thì có thể nói là cực kỳ phê luôn. A few moments later. À đây rồi. Mình đã trở lại rồi. Đây, cái chỗ mà lần trước mình bị mấy con nhện úp sọt nè. Rồi, giờ thì đợi cho mấy con nhện nó xuất hiện để mình farm nó thôi. Xuống đây nhóc con. Nó cắn. Ouch. Ây da. Cắn hơi bị đau á nha. Gì con zombie nguy hiểm vậy? Rê cái quần luôn kìa, quýnh nó gớt cái quần luôn. Ghê chưa? Thôi chắc mình về thôi. Ở đây farm hồi hơi bị đuối ấy. Giờ nó cắn mình trúng độc đâu á. Mình quên mất cái nhà của mình, bây giờ mình đã dời hết đồ qua đây rồi. Nên mỗi lần muốn lấy đồ mình phải qua cái ngôi nhà người sắt. Bây giờ thì mình còn thiếu cát để mình làm thủy tinh nè. Đây mình sẽ lấy một ít cát rồi sau đó qua nhà chính của mình. Để chúng ta nấu ra. Tức là cái bình thuốc mà mình để vô đây mình chỉ cần lấy ra là có được thành tựu luôn à. Ok. Rồi giờ thì trước mắt mình có một ít thủy tinh thì mình chế tạo lần lần đi. Làm ra những cái chai. Rồi sau đó đi múc nước. Đây múc 6 lọ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo là cho 6 cái chai nước này vô cái dạng pha thuốc. À mà khoan, tới bây giờ thì mình vẫn chưa đủ công thức để làm ra cái mắt nhện lên men đâu. Vì nó còn thiếu một thứ rất là quan trọng. Đó chính là nấm nâu. Ồ, cái nấm này thì hơi bị căng luôn. Mình không có cái nấm nào hết. Ui, có slam. Đã vậy. Hôm nay mặt trăng cũng khá là tròn kìa. Bảo sao có slime xuất hiện. Mình sẽ tranh thủ vô đây mình farm ít slime để dành xài mới được. Ôi, chưa cẩn thận. Có Reaper nó dí theo mình. Vừa farm slime nhưng mà vẫn vừa tránh né Reaper các thứ đâu nữa. Trời, nó phát hiện mình rồi. Nó định úp sọt mình. Ui, đi săn slam nhưng mà có cần phải cực khổ như vậy không ta? Đi săn có vài con slam thôi mà bị zombie nó núp lùm nó đánh các thứ. Sống ở cái vùng đầm lầy này đúng khó thở. Nhất là về đêm này. Rồi, con Reaper này nguy hiểm với ta. Mình phải trừ khử con Reaper trước rồi đó. Ê, đừng có nổ. Rồi, Reaper chết rồi. Dễ chơi hơn rồi đó. Ok. Xử nốt mấy con còn lại. Và cuối cùng là đâu? Mình sẽ định vị slime coi. Slime vô đây khó tìm ghê ấy. Ôi, có khi nào nãy giờ bị ếch ăn hết? À đây. Không có bị ếch ăn đâu. Thì ra slime đu trên đồ cây để núp à. Trời đất ơi. Trong đây á, ếch rất là thích ăn slime luôn. Nên mình mà
Sơ hở một phát là ít có thể ăn hết slime của mình ấy. Ồ, cái này vụ gì nữa đây? À, hai anh này bắn cung nhưng bắn trật lớt không cả. Trời ơi, hai anh này bắn gì đâu, hụt không à, để mình giải quyết vấn đề cho. Bắn thôi mà cũng hụt nữa. Rồi, mình đã có được 21 cái bóng chất nhờn sau một lúc farm slime. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái việc đó chính là đi tìm nấm nâu. Loại nấm đó thì tìm ở đâu ta? Để mình nghĩ coi. À, mình nhớ rồi. Mình có thể tìm nó ở những cái cánh rừng gỗ sò sẫm. Trong đó ưa có mấy cái cây nấm nâu lắm. Cũng là một ý kiến hay. Trên đường đi mình thấy có cái thuyền nè. Bỏ thì cũng không nỡ, tại vì đây là con thuyền bự lắm. Nên mình sẽ vô lấy ít đồ mang về luôn. Có ngọc lục bảo ở dưới tầng này. Không có bản đồ à? Đây bản đồ đây. Đang đúng hướng mình đi luôn nè. Ok, sẵn dịp thì mình đi tìm kho báu luôn. Nó nằm đâu xéo xéo bên này. Đó, chính xác. Rồi xuống đây chúng ta hốt kho báu thôi. Biết đâu lại có thêm kim cương á. Nhưng mà ở đây thì nó hơi nhiều quái một tí, cần phải chiến đấu. Nhưng mà sao không, mình biết tại sao hôm nay zombie nó đông và nó mạnh như vậy rồi. Tại vì đêm nay là đêm trăng tròn, nên đầu quái xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, với cả là được trang bị vũ khí và giáp mạnh hơn nữa. Hèn chi nãy giờ mình thấy nó dí mình, nó quýnh quá trời đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xác định chỗ của kho báu. Tới cho ta. Ui, kho báu dưới này hơi sâu nha. Đầu tít dưới này lận nè. Đúng không? Chính xác. Kho báu lần này còn cho mình thuốc thở dưới nước luôn. Được quá ta. Một ít thức ăn đâu nữa nè. Chỉ vậy thôi. Không có kim cương rồi. Ok, có thêm trái tim biên cả với lại một ít ngọc lục bảo thì cũng ok đi. Rồi, và trời cũng sáng rồi, nên mình cũng trở lại với việc đi tìm một cái vùng đất có cái nấm nâu thôi. Không biết là hôm nay mình có tìm thành công hay không nữa này. Gần đây có một ngôi làng. Và đây là ngôi làng bình thường thôi, chứ không phải là ngôi làng bị bỏ hoang đâu. Nên thoải mái thôi, ghé vào hỏi thăm sức khỏe dân làng các thứ đâu. Với cả là dân làng này chưa có trang phục. Hay là bây giờ mình mượn vài bác dân làng về nhà mình để mình thử coi coi có trang phục mới hay không. Đây là một ý kiến hay. Nè, dân làng ở đây mặc trang phục mặc định không à. Để qua dùng đầm lầy của tôi đi, tôi cho mấy bác mặc skin mới luôn. Hơi bị chớp. Thấy anh dân làng, hợp lý là tôi lấy cái chuông nha. Được. Hào anh. Quá là hợp lý chứ nữa, lấy cái chuông thôi. Rồi, đây là nhà của thủ thương hay sao nè. Đúng không vậy? Không phải thủ thương à? Không phải thủ thương mà cũng có ngọc lục bảo nữa. Uầy, làng này có vẻ cũng được phết. Còn cái rương nữa không? Có vẻ là sạch rương rồi. Hết rương rồi. Đây, còn cái rương nữa. Nhưng mà không có ngọc lục bảo rồi. Không biết là trong cái cánh rừng nhiệt đới này thì có cái nấm nâu đó hay không nha. Cũng tò mò thiệt. Để mình thử xem. Mình qua cái khúc này nè, khúc này gặm gạp hơn nè. Để xem coi có nấm nâu không. Mình nhìn ở dưới mặt đất á. Ấy, có gấu panda nữa. Lần trước mình đi cả buổi trời không gặp, lần này thì vô tình phát hiện được một cặp gấu panda. Đây là gấu thân thiện nè, mặt thân thiện nè, còn đây là gấu mặt căng thẳng nè, cau mày lên kìa. Đó, nhìn mặt đúng quạo luôn. Gì mà quạo dữ ạ? Người ta tới chơi tôi mà làm gì quạo vậy? Ăn đi đừng quạo nữa nghe, vui vẻ lên, vui vẻ không quạo. Gì đâu mà quạo quá à. Rồi, ăn đi. Đừng quạo nữa nghe. Nè, cho mỗi đứa một cây thêm nè. Ăn đi, đừng quạo nữa. Mình có đi vài vòng ở đây rồi, nhưng mà có vẻ ở trong cái biome cánh rừng tre này thì cũng không có những cái nấm nâu mà mình cần rồi.
Tiếc ghê luôn á. Không được, không được rồi. Chắc phải đi tiếp thôi. Bây giờ thì mình cứ đi đi. Rồi một hồi vụn về á, mình sẽ ghé lại cái ngôi làng đó và thử dẫn một bé dân làng về nhà của mình sao. Tại vì mình rất muốn coi thử coi cái trang phục mới của dân làng ở cái vùng đầm lầy là như thế nào ý. Hơi bị tò mò luôn. Rồi mình tới cái vùng gì vậy? Hình như là mình tới cái vùng hoang mạc nữa hay sao vậy? Ủa chính xác rồi, cái vùng savanna bự vậy ta. Thôi né né cái vùng savanna ra đi. Mình đi về hướng biển. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình thấy rồi. Vậy là lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn. Sau khi tới vùng biển thì mình gặp một cái cánh rừng gỗ sồi sẩm hơi bị bự luôn. Và ở đây thì mình sẽ dùng cây cúp gia tài của mình. Ủa? Cây cúp thì không lấy được nấm à. Đây 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 đây. Cây rìu thì mới có thể lấy được nấm nha. Ra là vậy. Rồi ok. Cây nấm nâu đầu tiên cho mình 11 nấm. Được vậy. Mình sẽ chặt thêm một cây nữa. Để mình kiếm tầm 10, 13, 14 cái cây nấm đi. Có dư một xíu thì mình về mình còn để dành mình nhân giống lên thêm được. Nó gớt lên cái đọt cây nè. Lấy về liền đâu có bỏ được. Ồ mà khoan, hồi nãy mình thấy bên kia nó có cái lá gì ngộ lắm. Để mình chặt hết cây nấm này cái. Đằng đây mình thấy có cái cây. Nè. À đây là cái cây tươi tốt. Vậy là dưới này nó có cái, nó có cái hang tươi tốt hay sao nè. Chắc luôn. Cái cây đó thường là mọc ở trên một cái hang tươi tốt. Rồi để mình xuống dưới thử. Đào gì hơi nguy hiểm nha. Để mình đào ngang đi. Cho chắc. Coi kìa, cái rễ nó bán tít ở dưới này luôn mà. Cái rễ của cái cây tươi tốt kia ấy. Kiểm tra thử coi. Tới cho ta sao sâu dữ vậy ta. Mình là mình thấy hơi bị sâu rồi đó. Nè đúng rồi nè. Tới hang tươi tốt luôn. Vô vô. Để coi bữa nay mình có may mắn và gặp được Axolot hay không. Ở đây còn có cái hang động pha lê nữa nè. Cái phải không? Cái này có phải có tên là pha lê không? À thạch anh tím. Có hang thạch anh tím đâu nè. Nhưng mà con Ripper đi ra đi. Đây rồi, đây rồi. Mình bắt đầu gặp được cái hang rồi nè. Nhưng mà nhìn từ xa thì mình vẫn không thấy bất kỳ một nhóc Axolot nào hết. Úi. Kim cương ngay trên đầu mình luôn. Đã vậy. Một quặng duy nhất. À hai quặng. Ok luôn. Vô tình cũng có được kim cương mang về. Rồi trở lại với cái hang tươi tốt nè. Cái hang này rất là bự luôn nha. Tha hồ cho mình khám phá. Mình nghĩ là mình nên AFK một lúc đi. Mình để coi coi có gặp được Axolot hay không. Chứ lần trước mình gặp cái hang tươi tốt mà cũng không có gặp được Axolot thì hơi buồn. Thiệt gì luôn hả ta. Mình đi xà quần ở mấy cái hồ nước trong cái hang tươi tốt này một lúc rồi đó. Nhưng mà chưa thấy bất kỳ một cái nhóc Axolot nào xuất hiện. Không lẽ mình xui tới vậy sao? Oh no. Xuất hiện đi nào. Please. Không phải mấy tên này. Axolot chứ không phải mấy cái con quái đó. Kim cương. Ok cái này thì cũng được. Trời đánh tránh người đạo kim cương nha không. Đi chỗ khác. Chỗ này có có một quặng à. Rồi để xem coi hướng này có Axolot hay không. Có đi. Please. Ui. Tìm Axolot mà toàn gặp kim cương này. Ở đây có thêm hai quặng nữa. Axolot. Nữa. Gì vậy? Tới hồi sao? Tới hồi tìm kim cương thì không thấy đâu. Giờ mình chỉ cần Axolot là chính thôi. Axolot. Rồi hết đường rồi. À bên đây còn đường, bên đây còn đường. Có không? Nguyên cái hồ luôn nè. Có Axolot không? Ui không có rồi.
Ồ, dưới này là một cái hang siêu to khổng lồ luôn. Sự kết hợp giữa nhung nham và nước. Ui, nhìn cũng đẹp phết nha. Lại là kim cương nữa nè. Gì vậy ta? Kim cương nó cứ đập vô mặt mình liên tục ấy. Rồi, và hết rồi, có một quặng duy nhất thôi. Phải chi axolotl mà nhiều giống như kim cương thì hay biết mấy. Rồi để mình thử mình dạo một vòng bên đây coi, mình thấy nó có mấy cái hồ nè. Hồ nước nhỏ nhỏ như vậy thì rất là dễ gặp axolotl luôn. Nên mình cũng muốn qua coi thử. Có không? Ồ, không có axolotl rồi. Thôi thì qua đây đào kim cương tạm đi. Trên đây mình thấy nó có một quặng kim cương nè. Rồi xử mấy con xương xong rồi. Đào thôi. Được một quặng. Ờ, hai quặng. Ok. Đi tiếp, đi tiếp. Cái đam mê tìm axolotl của mình vẫn chưa từ bỏ đâu. Còn nước là mình còn tìm đấy. Mình thất bại rồi. Sao quần dưới cái hang đó mãi mà không có gặp bất kỳ một cái nhóc axolotl nào luôn. Đủ hiểu mình nhỏ tới mức nào rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, có duyên thì bữa sau chắc sẽ gặp thôi. Còn bây giờ thì mình muốn dẫn thử một cái bác dân làng ngẫu nhiên về nhà của mình. Cái xuồng này bây giờ mình tách ra được không ta? Ôi chết rồi, bây giờ có cách nào để mình lấy cái gương ra không ta? Ồ, vậy là bắt buộc mình phải làm một cái thuyền mới. Mình qua mình chặt cái cây của làng đi. Sau đó mình sẽ đóng một cái thuyền. Đây, có cái thuyền luôn. Rồi. Giờ thì lấy cái thuyền này và đèo cái bác dân làng về nhà thôi. Bác nào sẽ là người được chọn? Đây, 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 đây. Đi đâu, đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng, đúng rồi. Hợp lý này, bác này hợp tác này. Được. Mình lấy cái hộp của mình về cái đã. Rồi, cảm ơn mấy bác dân làng đã cho tôi dẫn một người người bạn mới về nha. Vậy thôi bác ơi. Đi về bằng đường thủy luôn. Bác nhìn làng lần cuối đi. Bác quay lại sao nhìn làng lần cuối đi. Lâu lắm. Ôi, nhìn làng đi. Đúng rồi, nhìn về làng đi. Rồi nha, nhìn làng lần cuối rồi nha. Đi thôi, về nơi ở mới nào. Nơi đó tương lai sẽ khá là giống nơi ở cũ của bác thôi, nên bác yên tâm nha. Về đó tôi không có ngược đãi bác đâu. No. Gần tới nhà rồi, bác cố lên, bác cố lên. Bây giờ mình có hai đường. Một đường là đi qua bên đó thì nó sẽ dễ hơn, tại vì bên đó thì nó trống, nhưng mà đó là vùng hoang mạc. Nên là mình lo là dân làng này sẽ nhận cái skin của cái vùng hoang mạc đó. Nên là trước mắt mình lủi vô cái vùng đầm lầy nước trước đi. Coi coi bác ấy có cái trang phục mới hay không. À, không có trang phục mới à? Ủa? À, vậy là vô cái vùng đất nào thì cũng không ảnh hưởng. Vậy thì được rồi. Vậy mình đỡ lo hơn, mình sẽ về đường bên đây để cho nó tiện hơn. Chứ đi trong đó kiểu xà quần trong cái chỗ đầm lầy nước thì cũng hơi bị rắc rối đấy. Chỗ này thì hơi khó nè, mình phải tạo ra một cái đường đi rồi. Để sẵn tạo cái đường nước đi thôi. À, mở con đường mới liền. Xịn sò liền. Đi thôi bác ơi. Đó. Khá là tiện luôn á. Tương lai thì cái đường này sẽ mình sẽ di chuyển thường xuyên đấy. Vô tới trong đây là mình phải tập trung hơn nè. Tại vì trong đây địa hình nó hơi chật chội, lái thuyền nó cũng hơi bị khó đấy. Nhưng mà không sao, tay lái của mình hơi bị ghê. Mình sẽ chen chúc qua những cái chỗ gốc cây nước này để tiến thẳng về nhà. Không có cản trở được mình đâu. Cho. Mình gặp chút ếch đang đang nằm ở đây nè. Đi đường này còn gặp được cái ếch cơ. Quá dữ luôn. Rồi gần tới nhà rồi, cố lên mấy dân làng. Tí nữa thôi. Băng qua chỗ này là chúng ta đã tới rồi. Ui, chỗ này hơi bị dướng rồi ta. Dọn 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 chỗ nào dướng thì dọn ra chứ không gì hết. Cái đường này đường đường mới mà lần đầu tiên đi mà. Ủa nhà mình đâu trời? Chưa chưa chưa, từ từ định hình cái nhà lại cái đó. À kìa kìa kìa, cái nhà bên đây nè. Gần tới rồi bác dân làng ơi. Sắp về nhà rồi, sắp về nhà rồi. Mình sẽ băng qua cái khúc này nữa. Cái đoạn này. Đoạn này có bị vướng gì không? Ok, không vướng gì luôn. Về nhà thôi. Về nơi ở mới với dân làng ơi. Cho bác lên bờ nha.
hơi bị có tâm luôn. Ôi dạ, 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 kẹt đầu, kẹt đầu. Rồi, mình sẽ kiếm một cái khối dạy nghề nào đó để cho bé dân làng có thể học được một cái nghề luôn đi. Để mình test thử coi coi. À đấy, trong nhà mình có khối dạy nghề cơ. Rồi, mình sẽ lấy cái giường ra. Ủa, lấy cái xuồng ra. Rồi bác lên đi. Trong nhà kìa. Vô nhà, đúng rồi, đúng rồi. Để xem. Ở vùng đầm lầy thì dân làng sẽ có trang phục như thế nào? Nope. Ủa? Wait a minute. Khoan. Hình như có gì đó sai sai đúng không nhờ? Ủa? Như vậy thì trang phục ở cái vùng đồng bằng đã ảnh hưởng tới cái bác dân làng này rồi. Vậy là mình phải tự tạo ra dân làng ở cái vùng này thì may ra. Thôi ta. Ồ, vậy là kế hoạch của mình thất bại rồi. Bác ấy vẫn mặc trang phục của vùng đồng bằng thôi. Là mình mất công, mình chở tiếp từ cái vùng xa xôi kia về đây. Bó tay thiệt chứ. Ờ, chưa. Giờ thì mình trở lại với công việc chế tạo thuốc của mình đi. Kệ cái bác dân làng đó. Mình sẽ đổi mía ra đường. Rồi từ đường thì mình sẽ kết hợp với những cái nấm nâu và mắt nhện để chúng ta tạo ra mắt nhện lên men. Và làm một cái mẻ thuốc đầu tiên nè. Đây, cho vô đây. Mắt nhện lên men. Ủa đúng không ta? Ủa mình làm sai rồi hả ta? Ủa kỳ nhờ. Ủa lạ vậy? Tính ra có công thức ở đây mà mình... Ủa mình làm gì chi ta? Ủa mình chỉ cần cho mắt nhện vô chai nước thường là được thuốc yếu đuối hay sao rồi? Vậy mà mình làm cái lọ thuốc kỳ quặc này là thừa rồi, sai bước rồi. U là trời, rảnh ghê luôn. Rồi thuốc yếu đuối này thì mình chỉ cần kết hợp với một ít thuốc súng thôi. Mà thuốc súng thì không có đây à. Để mình qua cái nhà Iron Golem của mình lấy thuốc súng cái đó. Không hiểu luôn. Cái này là chưa chế tạo thuốc quá 180 phút mà vậy rồi. Ok, mình sẽ cho cái thuốc súng vào cái mẻ thuốc yếu đuối này. Là mình sẽ tạo ra được thuốc yếu đuối mà có thể ném ra bên ngoài. Như vậy thì có thể áp dụng vào việc chữa bệnh cho dân làng rồi. Ngoài thuốc yếu đuối ra thì mình còn một thứ rất là quan trọng để cứu được dân làng nữa. Đó chính là những trái táo vàng. Táo vàng. Táo thì mình không có. Mà nãy gặp... Bây giờ tự nhiên mình muốn trở lại cái ngôi làng ghê luôn á. Còn việc tìm táo thì bây giờ muộn rồi. Hồi nãy mình đi ngang làng có cả đống táo mà mình không nhặt. Giờ thì chịu khó đi kiểu như là đập lá thôi chứ biết sao giờ. Mình sẽ làm một cái cây cuốc để mình có thể đập lá được tốt hơn. Đây, một cây cuốc bằng sắt. Rồi, đập lá thôi, cầu may. Hy vọng là nó rơi ra kim táo. Ôi trời, nó rơi ra lá là thấy toang rồi. Oh no. Ê. Ô, có táo. Vậy là mình chỉ việc đợi lá rụng thì tỷ lệ cao là mình gặp táo hơn nè. Mình đã có được một trái táo đầu tiên từ cái cây gỗ sọi rồi. Có trái thứ hai không? Có trái thứ hai luôn. Cái kia. Quá đã. Hợp lý. Vậy thì chặt cây rồi đợi cho lá rụng thôi. Chứ ngồi... Nè, ở đây cũng có nữa nè. 3 trái táo luôn. Mình cần cỡ 15 trái táo là vừa. Tương đương với 15 cái bình thuốc của mình. Vậy là phải chặt thêm cây ở đây mới được. Trái táo thứ tư. Trái táo thứ năm nè. Trái thứ sáu. Ồ, ở đây 2 trái luôn. Trái thứ bảy và thứ tám. Trái thứ chín. Ồ, đây rồi. Trái thứ 10. Vấn đề tiếp theo là không biết mình đủ vàng để làm được cái số táo vàng từ lượng táo mà mình nhặt được hay không nè. Lo lắm luôn ấy. Tại lần trước mình đầu tư hết vàng vô cái chỗ vương miệng của người sắt rồi. Vàng đây. À không sao, dư sức.
Nhưng đấy chắc đủ mà. Hy vọng là đủ. Rồi, táo vàng. Mấy trái đây? 11 trái. À, giàu liền, giàu liền. Ý. Hình như. Trời đất ơi. Trong cái rương chứa táo vàng của mình còn 8 trái nè. Hèn gì mình nhớ là mình cũng có nhặt được vài trái táo vàng trong những chuyến khám phá mà. Làm nãy giờ ngồi đợi táo rụng cả buổi trời luôn. Ok. Mà để chắc cú hơn nữa thì mình sẽ chế tạo thêm một ít cái thuyền. Cái thuyền này sẽ có công dụng là giúp mình giữ những cái bé dân làng lại ở trong những cái ngôi nhà bỏ hoang. Như vậy thì mình sẽ chữa dân làng được một cách an toàn hơn, không có kiểu như bị ảnh hưởng quá nhiều. Rồi, như đây chắc là dư sức rồi nè. Block thì mình sẽ mang theo sẵn luôn. Ok, đấy là toàn bộ những thứ mà mình nghĩ là cần thiết cho cái chuyến đi chữa bệnh cho ngôi làng lần này. Ok, bây giờ thì lên đường thôi. Ngôi làng đó thì nó cũng không có nằm cách xa cái chỗ mình. Nhưng mà không được. Không được, không được. Bây giờ trời còn sáng. Mà trời sáng thì dân làng có thể bị ánh nắng mặt trời đốt cháy. Nên là chắc mình phải đợi trời tối tối một xíu rồi chúng ta hẳn đi. Để bây giờ là chưa đúng lúc đâu. Ủa, trong lúc chờ đợi thì tự nhiên mình nảy ra một cái ý tưởng. Hay là mình biến tấu khu vực này thành khu vực cường hóa của mình ta. Dù sao cái phòng ăn nó cũng có chút xíu à. Dư bên đây thì nó dư không gian quá trời nè. Hay là mình biến khu vực này thành khu vực cường hóa luôn. Ồ, nó lại bị hợp lý. Mình sẽ đầu tư thêm một cái bàn cường hóa ở đây nữa. Vậy là mình cần có hắc diệm thạch. Đây, hắc diệm thạch. Rồi, cũng như là một quyển sách. Có luôn. Lấy cái bàn cường hóa ra. Sau đó thì mình sẽ lên đây và đặt xuống. Tầm vị trí nào là hợp lý ta? Vị trí này. Đó, chuẩn bài. Kệ sách thì mình sẽ đặt ở ngay hai cái góc này. Là được luôn. Bây giờ là mới được. Có món đồ nào chưa cường hóa không? Để mình cường hóa thử coi. Không có. Mình sẽ làm một cái ủng kim cương mới. Tại vì bây giờ mình cũng đang cần một cái đôi ủng có cái dòng giảm sát thương khi rơi. Thế nên mình sẽ test thử. Ôi, cấp 24 rồi nè. Vậy là cho ở đây thêm một kệ. Đây thêm một kệ. Là lên được cấp 28. Ok. Vậy là xong. Mình đã có được thêm một cái khu vực cường hóa ở đây rồi. Quá đã luôn. Ô, đây rồi. Giảm sát thương khi rơi cấp độ 3. Lượm luôn. Đó, vậy là bây giờ mình có thể ghép với cái ủng hiện tại để có được một cái ủng vừa có sải bước dưới nước nè mà vừa có giảm sát thương khi rơi luôn. Nó sẽ giúp mình giảm khá sát thương khi mà té từ trên cao xuống. Rồi, lấy đôi ủng này. Xong phen. Cường hóa xong cái ủng rồi. Bây giờ thì chắc lên đường được rồi đó. Nãy giờ chắc trời cũng tối rồi. Đúng không? Ồ, đúng. Mình tham minh quá chuẩn luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bay một đoạn qua khỏi cái khu vực núi này. Mà tính ra khu vực làng nó cũng khá là gần nhà mình nè. Mình bay có một đoạn thôi là tới cái ngôi làng bỏ hoang rồi. Và đây, chưa gì mình đã thấy những cái bác dân làng thay ma rồi kìa. Đó. Nguy hiểm chưa? Xuồng đâu? Mình cần những cái xuồng. Rồi, có xuồng rồi nè. Sau đó xuống dưới làm nhiệm vụ thôi. Chiến này hơi căng đấy. Mặc full giáp vô. Mình sẽ cứu bác nào trước ta. Đây, bác này trước đi. Vô trong nhà. Đâu rồi? Vô ba dân làng đâu rồi? Ô, bác ơi. Ô, vô đây à? Rồi, trong đây cũng được. Ôi, hai bác dân làng vậy? Chưa nha, mình phải phân loại ra nha. Dân làng zombie thì mình cứu. Còn dân làng mà kiểu... Còn kiểu zombie bình thường thì mình sẽ thịt nó luôn. Này, như con này nè. Lén phén lại là mình thịt liền. Ui, đông vậy? Ui, sao ta? Căng vậy ta? Đừng có chen lấn nào. Dân làng chen lấn nhau không vô được luôn rồi kìa. Đúng rồi, một. Ui. Oh no. Sai rồi, có gì đó sai rồi. Oh gosh. Kịp không ta? Mình chữa bệnh cùng lúc thì chắc sẽ kịp chứ nhờ. Đây. Là trước mắt là bác này trước đây. Một cái thuyền đâu hai ba dân làng là mình thấy có gì đó sai rồi. Mỗi thuyền một dân làng thôi. Chưa, để mình xử thêm con Reaper này cái đã. Nguy hiểm quá. À, cái thuyền này mình nên đập ra đi. Mình đặt một cái thuyền mới.
để đảm bảo là một dân làng sẽ được ngồi trên một thuyền thôi. Ok, sao né vậy? Đi còn né nữa. Rồi rồi, chọn. Mình còn một cái thuyền nữa. Xong. Vậy mình đã thành công kiểu như là đưa được 4 dân làng lên thuyền rồi. Sau đó thì mình sẽ che nắng cho những cái dân làng Tây Ma này. Đây là chỗ dân làng thứ hai cũng như là thứ ba luôn. Mình phải che nắng cho kỹ nha, chứ không thôi là ban ngày á, nắng đốt mấy cái bé dân làng này là mệt. Rồi đây là bác cuối cùng ở khu vực này. Còn nhiều lắm, mình đoán chắc là cái làng này bèo gì cũng là 7 dân làng Tây Ma đổ lên. Rồi bắt đầu công đoạn chữa bệnh của mình thôi. Chọi thuốc cho ăn táo. Bên đây cũng vậy. Bên đây thì chắc mình chọi ở chính giữa là được 2 bát luôn nè. Đúng không vậy? Ờ đúng luôn. Đây một bát, đây một bát. Rồi và ở đây nữa. Ui ui, lộn. Trời, leo lên chỗ của giường bệnh luôn ạ. Bệnh nhân luôn ạ. Ây, con Reaper. Ôi trời, thôi kệ cho Reaper ngồi chung với dân làng cho đỡ buồn cũng được. Rồi ok, mình sẽ tìm những cái chỗ bệnh nhân tiếp theo nè. Đó đó, mình nghe tiếng nè. Chuẩn luôn. Đây mặc giáp rồi nữa. Ok, ở đây thì mình dễ hơn rồi. Mình chỉ cần chọi thuốc rồi cho ăn. Và rào cái cửa lại là xong. Đừng cho dân làng chạy ra ngoài là được. Ok. Còn trời, trời, ở đây có cái bác có cái nghề mà bị... Ây! Con xương khúc kiếp. Ôi... Mình không cứu được cái bác đó rồi. Bị con xương bắn hết sọt luôn. Rồi sao mà cứu được. Khổ thân cái bác đó chưa. Mình tính không bằng con xương nó tính mà nó... tàn nhẫn với cái bác dân làng thiệt chứ. Bắn hết sọt bác dân làng luôn. Chịu rồi, bắn vậy thì chịu rồi. Ờ, ở đây có vẻ là hết dân làng rồi. Để mình sẽ tìm những cái ngôi nhà tiếp theo trong làng coi coi có còn bệnh nhân nào khác không. Đây cũng không luôn. Ồ, đây có. Ồ, ở đây có bệnh nhân baby. Ây da, ây da, ây da. Bệnh nhân ngồi yên đó, bệnh nhân ngồi yên ở đó. Không đi lung tung. Ây da, bệnh... Ui, ui, khó vậy. Bệnh nhân ở dưới mình... Bệnh nhân lùng quá, mình không cho ăn táo được. Ây da. Từ, để mình tìm cách. Không gì phải vội hết. Bệnh nhân vô đây. Rồi, bệnh nhân đứng yên đó. Rồi. Bệnh nhân này hơi lanh chanh lóc chóc nha. Gạo đây luôn, kẻo bệnh nhân leo ra ngoài thì mệt. Để coi vô giếng rồi, có cái bác nào bị bệnh xong rồi lọt xuống giếng không? Ồ, không có. Còn cái nhà này. Nhà này cũng không. Ê, bác sĩ thêm mà, đây rồi. Mình đã cứu được những cái bác dân làng zombie. Ơi ơi ơi. Oh no. Còn zombie khủng khiếp. Ui. Những cái bác dân làng sau khi khỏi bệnh bị zombie tấn công kìa. Bây giờ mình lại thêm một cái nhiệm vụ nữa rồi, đó chính là bảo vệ những cái dân làng đã khỏi bệnh. Hồi luôn khó, càng thêm khó rồi. Rồi leo lên đi, tranh thủ. Chữa ai được thì mình tranh thủ mình chữa trước đi. Lấy thêm thuốc. Hết thuốc rồi. Mau hết thuốc quá. Rồi, tìm bệnh nhân tiếp thôi. Không biết. Ui, nữa nè. Con này nó tranh thủ thiệt chứ. Cái con zombie đúng tranh thủ luôn. Rồi rồi, bệnh nhân của mình dần khỏi rồi cơ. Quá là ok luôn ấy chứ. Nhưng mà trời gần sáng rồi, mình phải tranh thủ mình khảo sát ngôi làng này thêm một vòng nữa. Coi có bệnh nhân nào trốn không? Để mình còn chữa cho kịp. Không thôi là trời sáng là mệt đấy. Có không nào. Nhà này có không? Nhà thủ thư gì mà không có dân làng zombie nào sao? Không có thiệt. Ê. Ui, bệnh nhân của mình bị... Nguy hiểm.
Rồi, nữa nè. Còn giường bài. Khốn kiếp. Ồ, trong đây có hai bệnh nhân mình nữa. Quên nữa ta. Ui, suýt nữa mình quên mất trong này có hai bệnh nhân. Coi chữa bệnh cho hai bệnh nhân này luôn. Trời ơi, hai bệnh nhân này căng rồi nha. Coi tạm thời cho. Ê, ê, gì đây? Người đâu phải bệnh nhân đâu, đi ra chỗ khác. Ui, cái này căng dữ người ta. Ui, nữa nè. Ui, che nắng lẹ. Ui, no. Trời. Xuống nước. Bệnh nhân được đi chỗ khác. Đúng rồi. Ui, bệnh nhân. Thuyền. Ui, khó thiệt luôn á. Xuống nước đi, trời ơi. Xuống nước. Thiệt luôn. Nhiều khi mình muốn cứu bệnh nhân nhưng mà bệnh nhân không hợp tác thì mình cũng bó tay thôi. Mình đã không cứu được hai bệnh nhân rồi. Ôi, bệnh nhân bên đây thì bị tái nhiễm rồi. Trời đất ơi. Con này cũng cơ hội vậy. Này thì dám á. Gây tái nhiễm của bệnh nhân mình hả? Ok, chữa lại. Tái nhiễm thì mình chữa lại chứ biết sao giờ. Ok, vậy là trong đây vẫn còn hai bệnh nhân nữa. Nên là mình. Mà trước tiên để mình giá cái nhà này lại cái đó. Ok. Sau đó thì mình sẽ set up lại một cái chỗ khác. Rồi, bệnh nhân qua đây. Mỗi bệnh nhân một thuyền. Đó đó, một bệnh nhân hợp tác rồi. Ok. Thành công rồi. Như vậy thì cái làng này sơ qua thì mình đã cứu được 1, 2, 3. 3 bác dân làng rồi. Ở trên kia được 2 bác dân làng nữa. Là 5 bác. Ở đây 2 nữa là 7. Đằng kia 1 nữa là 8. Ui, tính ra cái làng này đông dân phết đấy chứ. Hợp lý này. Để mình lên mình coi hai cái dân làng trên đây đã khỏi bệnh chưa. Để mình còn thả ra ngoài nữa chứ. Chứ nhốt hoài cũng tội. Ngày này mình nghe tiếng dân làng thường rồi nè. Có vẻ hết bệnh rồi. Đó, chính xác luôn. Chào mừng bác đã quay lại với cuộc sống thường ngày nha. Gán mà làm việc. Trời đất ơi. Còn bên đây thì nhóc nhỏ nè. Đấy. Nhóc nhỏ nào nãy vừa quýnh mình quá trời luôn nè. Ố. Ê, khỏi nè. Trời, lại thêm một bệnh nhân nữa. Khỏi bệnh rồi. Còn bệnh nhân kia thì hơi lâu á nha. Nãy giờ mình đợi bệnh nhân đó hơi lâu rồi đó. Ơ, khỏi luôn rồi kìa. Đó, lại thêm một bệnh nhân nữa. Rồi, đây là bệnh nhân cuối cùng nè. Mau khỏi đi, để tôi còn thả ra ngoài nữa. Rồi, xong luôn. Như vậy thì mình đã thành công chữa bệnh cho hầu hết các dân làng trong ngôi làng này. Tuy nhiên là có hai sự cố ngoài ý muốn của mình. Là một bác dân làng bị một con sương bắn hết sọt ở trên khu vực nhà trên kia kìa. Rất là chia buồn luôn. Và một bác thì bị chết cháy ở đây do không nghe lời của mình. Nói chung đó là những cái sự cố ngoài ý muốn thôi. Còn bây giờ thì... Ây! Từ từ. Mình sẽ xử con Ripper cái đó. Ok. Lỡ đánh trúng chứ không có gì đâu. Đừng có nhìn tôi lỡ đánh trúng thôi chứ bộ. Đâu cố ý đâu. Rồi. Trả tự do cho mấy cái bác dân làng này. Tái hòa nhập cộng đồng đi. Còn cái làng này thì mình coi được thì mai mốt mình có đủ điều kiện mình sẽ trùng tu lại sao. Dọn mạng nhện rồi sửa sang lại các thứ. Và kiểu để an toàn hơn thì chắc bây giờ mình sẽ tạo lại những cái anh người sắt bảo vệ ngôi làng thôi. Chứ cái làng này mà không có người sắt bảo vệ vào buổi tối thì có vẻ là cũng hơi căng đấy. Mình thấy vậy. Ok, lỡ giúp thì giúp cho tới luôn. Mình về nhà mình lấy ít sắt trong cái máy farm sắt của mình qua đây rồi mình giúp đỡ mấy bác dân làng này. Trong cái giai đoạn khó khăn này ha. Rồi, ok. Vậy là sơ qua thì mình đã xây xong những cái anh người sắt. Kiểu như là để canh gác cho ngôi làng này.
để đảm bảo là mấy cái bác này sẽ không bị tái nhiễm khi mà mình không có ở đây. Đó đó đó, bây giờ đã vào việc rồi kìa. Mình sẽ sớm quay lại đây để kiểu như trùng tu lại ngôi làng này, chứ nhìn ngôi làng này cũng thấy tội thiệt. Bình thường là thấy khổ rồi mà bây giờ nhà dột cột siêu các thứ nhìn còn khổ hơn nữa. Mục tiêu của mình đề ra hôm nay cũng đã xong phim rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ về để dọn dẹp đồ lại thôi. Nãy giờ bị dùng bài nó đánh là cũng hơi bị mệt rồi đó. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một vị bác sĩ chữa bệnh cho tất cả các dân làng bị nhiễm bệnh rồi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì những bệnh nhân đó sẽ làm việc chăm chỉ, và một ngày nào đó nếu được thì mình sẽ dẫn tất cả các bệnh nhân đó về nhà và có một cái nơi ở riêng dành cho những cái bệnh nhân đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp của mình trong cái hành trình 1.19 này. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.